xin chào các bạn yêu thân, mình đã quay trở lại với CJ. Hôm nay là CJ sẽ làm reaction video cho một bài bài hát này cũng đang một trong top 20 trong tuần này của Zing MP3. Và nhạc này có rất nhiều bạn trong cái video tùy âm mà CJ làm ấy, có rất là nhiều bạn comment cái này là CJ phải làm reaction cho cái video này. Và cái MV này và bài hát này nó là của bạn Huyền James. Và Jay nghĩ là bạn này sẽ rất là cool. Đây là lần đầu tiên Jay sẽ nghe. Nhưng mà bởi vì có rất số lượng người mà bảo CJ là CJ phải làm reaction cho cái bài hát này, Jay nghĩ là nó sẽ rất là bá đạo. Ok, nên là các bạn cùng CJ nghe bài này nhá. Bài đấy là bài Cho Họ Get Đi Em. Cho Họ Get Đi Em. Nhưng mà tại sao lại cho họ get đi nhỉ? Hay ấy. Được, xem nào. Moon Records. 1, 2, 3, 4. Wow. Hey yo, what's up? Việt Nam bắt đầu chơi reggae từ lúc nào đấy? Reggae Việt Nam. Không, không bởi kia. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Đêm nay cứ say ta quên hết sự đời. Mặc kệ ngồi kia có bao nhiêu dèm pha, tâm ta vẫn nên vui không biết đời. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em. Tâm ta vẫn nên vui không biết đủ cuộc đời. Lang thang bước trong đêm, lang thang bước trong đêm. Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì. Tâm anh vẫn luôn phải tỉnh ở giữa dòng đời đầy bán thính, nhưng đẹp trai là phải tỉnh chứ không yêu mà nó bất kính. Mới sáng sớm mình bước ra ngõ đặt con chó thật quá nhỏ. Đêm Việt Nam này thật khó hiểu hơn nhỉ. Khác hơn là bọn họ, chắc vì thế ông già em khó, ông không cho quen như vậy mới chó. Tập làm quen với những điều đó, cuộc sống là chó còn ta là mèo. Thực tế nó là con mèo thì người thiên hạ họ gọi là chó. Nghe tới đây nó hơi khó khó, không biết khi nào mới được tự do. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Sao là sống chậm thế? What is it? Không biết viết cái gì vào bụng này. Cho họ get đi em, cho họ get đi em. Chỗ gì mà nhìn, chỗ nhìn đói quá. Nhiều lúc nó đẹp còn hơn ăn dép, nên giờ đây anh chọn sống kẹp bằng cả ra nếp chứ không sao chép. Anh đã nói bao nhiêu lần dòng nhạc của anh là nhạc hòa bình. Em cũng nghe khi chiêu cần thì em cũng biết là bài nhạc tình. Anh này cũng dâu như mình à. Yêu núi yêu rừng và yêu em. Ít người Việt Nam được dâu nhỉ? Như em thích ăn hàng bạn. Chỗ yêu đấy. Người trong thiên hạ ở đồ manh đây, đa tình và lãng tử. Văn võ song toàn anh đầy đủ hết. Chuyên kiếp của thế hữu. Tiền thân của anh là thần tiên. Miệng đời họ gọi anh thằng điên. Nhưng không sao hết, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng lòng an nhiên. Một mình trong đêm có phải cô đơn. Ê. Ai đêm này cứ say ta quên hết sự đời. Ê. Chân vãi. Tâm ta vẫn niềm vui không ganh đua cuộc đời. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em. Tâm ta vẫn niềm vui không ganh đua cuộc đời. Lang thang bước trong đêm. Có thể là quê luôn nhỉ? Dùng xe phát đấy. Nỗi đau nó cũng chẳng là gì. Cô gà tây, chết đấy. Ô sao biết rồi em? À chết. Nhưng không sao hết, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng lòng an nhiên. Anh này cho hay đấy nhở. Ôi nói thật mà anh này kỳ vui. Wow. Nhưng mà cho họ get đi em thì thật sự chị vẫn chưa hiểu cho lắm là cho, bởi vì tiếng miền Nam nó khá là khó hiểu. Trời ơi, nếu mà chị đoán thì nó có nghĩa là đừng quan tâm đến lời người ta nghĩ à, phải không? Chắc thế.
đấy, các bạn nhé, đừng có mà quan tâm người ta nói gì với mình, kệ chúng nó đi. Mình thích làm gì thì mình làm thôi. Người ta bảo là cái gì nhỉ, bài hát gì nhỉ, mình cứ yêu đi vì cuộc đời chơi phép, cuộc đời cho phép bất cứ cái gì mình thích làm gì mình cứ làm. Chơi đánh giá bạn này xem nào, từ 1 đến 10, từ 1 đến 10 chơi đánh giá là xem nào, số 8. Tức là cool. Lý do vì sao reggae là loại là gen nhạc mà Jay cực kỳ thích. Vì sao? Bởi vì ở Nigeria thì cũng là một phần kiểu người ta mà muốn uống rượu hoặc là muốn đang muốn feel một tí thì người ta sẽ bật cái nhạc đấy và nó rất là cool. Nên là Jay đánh giá bạn này rất là cool, là số 8. Hơn nữa là cái lời nhạc thì thật sự là Jay chưa hiểu lắm, nhưng mà nhìn biểu cảm của cái mặt đấy, kiểu biểu cảm của mặt cái anh đấy nó khá là buồn cười và rất là cool, và ý tưởng video cũng khá là hay đó. Đó, thế là hết. Cảm ơn các bạn đã xem reaction video cho cái DM của CJ, và nếu mà các bạn thích Jay làm thêm nhiều reaction thế này, các bạn comment ở dưới nhá. Các bạn thích Jay làm reaction cho video này thì các bạn comment ở dưới, đừng quên. Và các bạn xem link ở dưới, có 3 link này, có Instagram của CJ, có Facebook riêng của CJ và có fanpage của CJ. Các bạn đừng quên, có những cái mà CJ không làm được video các bạn sẽ theo dõi Jay được trên Facebook và trên Instagram. Những cái cuộc sống bình thường mà các bạn không nhìn thấy được qua YouTube của CJ, các bạn sẽ nhìn thấy trong Instagram của CJ. Ví dụ Jay làm gì hàng ngày, chụp ảnh với ai, đi với ai, đi đâu, có hẹn với ai, có hẹn với ai, làm gì, các bạn sẽ nhìn thấy hết trên Facebook với cả Instagram của CJ nhá. Còn đó, thế thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn. Bye bye.